Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Ok, thì hôm nay tiếp tục quay trở lại với con I Win anh em. Đấy, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục thử thách vốn nhỏ 40k. Đấy, thì hôm nay mình sẽ cầm 40k vào lượt poker trên dưới lên tầm vài lít. Rồi hôm nay mình sẽ bắt quay thú cho tất cả anh em cùng xem và trải nghiệm nhá. Rồi, thì mình chỉ cần lật lên poker trên dưới lên vài lít thì nó quá đơn giản đối với mình rồi anh em ạ. Đấy, 242k thôi. Đấy, 40k lật lên 242k trong vòng 15 giây. Rồi thì bây giờ mình sẽ vào quay thú nhé anh em. Ok, bây giờ mình sẽ vào quay thú, mình sẽ chơi và cũng như là kiếm tiền trên con quay thú iWin này cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi, nó vừa ra sư tử anh em. Đấy, cá mập trắng xong ra sư tử này. Đấy thì mình vẫn áp dụng theo cái mẹo phương pháp ba cầu của mình. Đấy, đó là mình sẽ chọn thú hoặc chim, mình sẽ bắt ba con, bỏ con X12 anh em nhá. Mình sẽ bỏ con X12 anh em nhá. Đấy, nhưng anh em phải chắc chắn được tỷ lệ rơi vào chim nó sẽ cao thì anh em bắt theo kiểu này nhá. Còn không anh em mà không đoán được những cái cầu như thế này, rồi ăn này, bộ cầu trắng này 81k này, ok nhá. Rồi anh em mà không đoán được như thế này, anh em sẽ bắt 4 cửa trên cho mình. Anh em theo auto 4 cửa trên, không theo 4 cửa dưới, là không theo con cong đại bàng sư tử với lại gấu trúc. Anh em chỉ theo con én, bồ câu trắng, khỉ với lại thỏ nhá. Anh em chỉ theo 4 con này, anh em đi đều tay cho mình. Đấy, tầm 4-5 tay, anh em ăn đặt 4-5 tay rồi anh em nghỉ, anh em ra vào lại, anh em chờ nó về cầu dưới, anh em lại chơi cầu trên. Đó, anh em chơi kiểu như thế. Anh em nào mà chưa trải nghiệm con iWin này, ok, ăn tiếp anh em nhá. Tất tay hai phát ăn cả hai nhá. Anh em nào mà chưa trải nghiệm với con iWin này thì link mình để trong mô tả với lại bình luận nhá. Anh em trải nghiệm game, anh em sẽ có code này. Đấy, anh em sẽ được một slot nạp này. Đấy, và anh em nào mà đang cần về bờ, đấy, hay là san đạo cần về bờ thì cứ inbox ngay qua Zalo cho mình. Số Zalo mình để trong mô tả anh em nhá. Đấy, mình sẽ đưa anh em về bờ. Mỗi ngày thì mình sẽ bỏ ra tầm 1 đến 2 tiếng để giúp tất cả anh em về bờ. Đấy, anh em nào mà tải theo link mình đều đưa anh em về bờ hết nhá. An toàn 100% free anh em nhá. Rồi mình chỉ giúp đỡ anh em thôi. Đấy, vốn tầm vài lít là mình đã đưa anh em về bờ rồi nhá. Đấy, mình chỉ x2 x3. Đấy, nhiều thì cũng x5 vốn thôi anh em nhá, không quá nhá. Đấy, mình sẽ không đưa anh em về bờ như kiểu mình làm video đâu. Chết toang mình ấy, lâu lắm anh em ạ, mất thời gian. Rồi, chơi phải cẩn thận. Rồi anh em, bây giờ lên 40k lên 2 củ 3 rồi. Thì bây giờ thì mình lại tiếp tục bắt cho anh em xem nhá. Rồi, buổi tối thì tầm 8 giờ tối mình sẽ live iWin. Đấy, mấy hôm nay chốt lái 400 củ iWin ở bên bên livestream anh em nhá. Anh em nào mà rảnh thì tối 8 giờ vào kênh Đình Lâm Gaming xem mình livestream buổi tối nhá. Ok, về chim én này. Rồi, về chim én nhá anh em ơi. 400k nhá. 400k. Rồi, lên 3.5 này. Đấy, lên nhanh không anh em, vốn 40k nhá. Rồi anh em xem thì đừng quên cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình với anh em nhá. Và nhớ là comment Momo bên dưới để mình quay đúng phát lọc cho anh em mỗi ngày nhá. Đấy, muốn quay mà anh em chưa comment nhiều cho nên khó quay quá anh em. Rồi bây giờ thì mình lại tiếp tục bắt về thiên vị thú nha anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Đấy, bẻ quá đẳng cấp luôn, bẻ phát là ăn, bẻ phát là ăn. Đấy, anh em nào mà không biết chơi kiểu này ấy thì anh em cứ nên bắt con én, bồ câu trắng, khỉ với lại thỏ. Anh em bắt ví dụ trong tay anh em có 1 lít, anh em bắt mỗi con 10k cho mình. Đấy, mỗi con 10k thôi. Anh em bắt hai ra kiểu gì nó cũng về à. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm phát thủ nữa anh em nhé. Anh em cứ đi đều tay cho mình. Đấy, con nào 400 thì con đâu 400. Đi cứ đi ba tay như thế này. Đấy, cứ đi ba tay thế này là kiểu gì anh em cũng húp à. Ok, phát này bay anh em ạ. Đấy, lâu lâu thì cũng một phát bay, chứ phát nào cũng ăn thì game lấy tiền đâu mà giả anh em đúng không? Đấy, ăn nhiều anh em lại bảo hách, tắt hách đi khổ lắm anh em ạ. Đấy thì anh em nào mà rảnh thì cứ tối tầm 8 giờ tối thôi. 8 giờ tối anh em vào tìm kênh Đình Lâm Gaming đấy. Anh em thấy kênh của mình thì mình sẽ livestream bên đó. Đấy, mình sẽ cho anh em chơi event với lại quay ra đúng phát lọc cho anh em hàng ngày mỗi đêm anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con thú nữa này, làm thêm con thú nữa nhá. Đấy, làm mình sẽ bắt mỗi con 1 triệu nhá. Mình sẽ để lại vốn 1 triệu bảy. Lỡ nếu có mất thì mình còn có thể lấy lại được. Đơn giản anh em ạ. Rồi, gấu trúc 1 triệu x8 lên 8 triệu nhá. Ok, để xem hôm nay thử thách của mình vốn 40k thì lên được bao nhiêu anh em. Đấy, để xem là 9 triệu rưỡi rồi.
Đấy, chắc ráng thêm vài củ nữa anh nghỉ anh em. Đấy, anh em nào mà đang xa bờ xa đảo cần về bờ thì mình inbox Zalo mình trong mô tả mình sẽ giúp nhá. Đấy, còn anh em nào mà chơi trải nghiệm thì mình sẽ nạp cho anh em mỗi người một slot nạp với lại một cốt nhá. Đấy, ok chưa? Rồi, mình sẽ bắt một tay này nữa này. Để xem anh em, ăn thì mình chơi tiếp, còn không ăn thì mình càng chơi anh em. Đấy, không ăn mình càng vạ mạnh hơn. Đấy, lâu lâu mất một tay cũng được. Không sao, 400 mất 1 triệu 2 anh em ạ. 1 triệu 2. Nãy 9 triệu rưỡi, bây giờ còn 8 triệu 3. Ok, không sao, hôm nay vốn 40k thế này là cũng khá là ổn áp rồi anh em ạ. Đấy, chả có gì khó anh em ạ. Chị sợ mình không liều thôi. Chả có việc gì khó, chị sợ mình không liều. Liều thì ăn nhiều anh em ạ. Rồi, làm tay nhỏ nhỏ nữa xem ăn không nào. Không ăn nữa thì thôi. Đấy, lại phải ăn anh em ạ. Lại phải ăn 5 lít à. 5840 lại phải ăn 4 triệu à. Chán nhờ. Khó đấy anh em ơi. Đấy. Ngon lành cành đào anh em ạ. Ngon lành cành đào ngay. Bây giờ lên 10 củ, hơn 10 củ thì bây giờ mình lại bắt tiếp thú anh em nhé. Đấy, bây giờ mình thử biệt thú ấy nha. Nó đang đi cầu 1-1 anh em ạ. Nó đang đi cầu 1-1 nhưng mà mình sẽ bắt thú phát anh em. Đấy, ưu tiên con kia 9 lít anh em. Cho nó đủ bộ đôi. Ăn rồi. Ăn rồi, gấu trúc tiếp. Đấy, mình biết ngay anh em ạ. Biết ngay nó ra thú tiếp anh em. Đấy, biệt tiếp con gấu trúc nha. Ok, lên 14 triệu rưỡi rồi anh em. Chắc bây giờ mình sẽ dừng clip tại đây nhá. Vốn 40k lên 15 triệu nhá. Còn bây giờ thì bye bye anh em.